Brazil và Việt Nam cạnh tranh trên thương trường cà phê, thưa quý vị. Với việc sử dụng ngày càng nhiều cơ giới hóa và các công ty công nghệ mới khác, hai nhà sản xuất cà phê hàng đầu thế giới là Brazil và Việt Nam đang đạt được sự tăng trưởng năng suất vượt xa các đối thủ ở những nơi như là Colombia, Trung Mỹ và Châu Phi. Các nhà phân tích cho biết sự sụt giảm giá cà phê toàn cầu trong những tháng gần đây xuống mức thấp nhất trong 13 năm qua đã bắt đầu gây ra một sự rung chuyển lớn trên thị trường, trong đó chỉ những nhà sản xuất hiệu quả nhất sẽ tồn tại. Ở Colombia và Trung Mỹ, cà phê thường được trồng trên các sườn đồi, nơi việc cơ giới hóa khó khăn hơn và anh đào hái bằng tay đã làm chi phí sản xuất tương đối cao. Khu vực Châu Phi đã bị chi phối bởi các nông dân quy mô nhỏ thường không thể tăng vốn cần thiết cho các kỹ thuật mới. Brazil và Việt Nam hiện sản xuất hơn một nửa sản lượng cà phê thế giới, tăng từ chưa đầy 1/3 20 năm trước và tỷ lệ này đang gia tăng. Chỉ riêng sản xuất trong nhà sản xuất hàng đầu, Brazil đã chiếm hơn 1/3 nguồn cung toàn cầu. Việt Nam cũng thường xuyên lập kỷ lục sản xuất. Sản lượng trung bình ở Brazil đã tăng mạnh trong thập kỷ qua với số liệu từ Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Hoa Kỳ cho thấy mức tăng hơn 40% lên khoảng 1 tấn 5 mỗi hecta. Việt Nam cũng chứng kiến sản lượng tăng khoảng 18% lên khoảng 2 tấn 5. Hạt cà phê Arabica cung cấp một hương vị mượt mà và ngọt ngào hơn, chiếm gần 2/3 của cà phê thế giới. Hạt Robusta đắng hơn và mạnh hơn, phần lớn chiếm phần còn lại của nguồn cung cấp toàn cầu. Phần lớn trong số đó đến từ Việt Nam. Tính cho đến thời điểm này thì Brazil và Việt Nam đang đua nhau để thống trị thị trường cà phê thế giới. Trong khi đó thì những người trồng cà phê Colombia tìm đến các loại cây trồng khác để có cuộc sống tốt hơn.